Trong ngôi nhà còn sót lại của khu phố 1 phường Bình An, gia đình chị Nguyễn Thị Hà đã cố gắng bám trụ suốt 20 năm qua, bất chấp sự khó khăn, thiếu thốn mọi mặt. Cũng như hàng trăm hộ dân Thủ Thiêm đồng cảnh ngộ, gia đình chị Hà chỉ chờ mong những câu trả lời thỏa đáng của chính quyền thành phố Hồ Chí Minh trong việc thu hồi đất để thực hiện dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm mà theo kết luận của thanh tra chính phủ là đã để xảy ra nhiều sai phạm. Bây giờ Ủy ban nhân dân thành phố phải có một cái động thái, hoặc là người ta ở lại thì cấp giấy phép cho người ta xây dựng lên người ta ở. Còn nếu mà họ muốn người ta đi thì cứ nhà trả nhà, đất trả đất. Còn tại khu tạm cư An Phú, phường Bình Khánh, được sự vận động của chính quyền thành phố, rất đông hộ dân bị thu hồi đất đã đồng ý chuyển về khu tái định cư phường Bình Khánh cách đó không xa để sinh sống. Tuy nhiên, hiện còn nhiều hộ dân cương quyết ở lại bởi nhiều lý do, mặc dù nhà ở, điều kiện sinh hoạt xuống cấp trầm trọng. Tôi nhất định tôi phải ở, để về sau này phải còn thế nào cũng có minh bạch nữa, sẽ tính lại. Họ từng là dân thành thị, có nhà cửa và cuộc sống ổn định, nhưng rồi những sai phạm trong quá trình quy hoạch, triển khai thực hiện dự án Thủ Thiêm đã đẩy họ trở thành những người không nhà, không đất, không nghề nghiệp. Hàng chục năm bám trụ tại mảnh đất của mình hay sống tạm bợ qua ngày ở khu tạm cư, hầu hết bà con chỉ mong được giải quyết ổn thỏa việc đền bù, bồi thường sao cho thấu tình, đạt lý, đảm bảo quyền lợi của người dân. Giải quyết đúng chính sách cho người dân, được hưởng lợi thôi, có những cái gì mà thậm chí trong cái đó đương nhiên là nhà nước phải có những cái hài hòa, nhà nước có thể nhà nước thiệt một chút, thật dân thiệt một chút thì người ta cũng chấp nhận. Giải quyết sao hài hòa cho người dân, có chỗ ăn, chỗ ở. Dân thì chỉ mong muốn là nhà nước lo cho dân cuộc sống thôi. Quy hoạch xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm vì sự phát triển chung, đưa thành phố Hồ Chí Minh vươn tầm quốc tế là mục tiêu tốt đẹp của dự án Thủ Thiêm. Thế nhưng, quá trình triển khai thực hiện đã để xảy ra nhiều sai phạm, ảnh hưởng tiêu cực tới cuộc sống của hàng trăm hộ dân, hàng ngàn người dân trong thời gian dài. Sớm giúp người dân an cư, ổn định cuộc sống trở lại, không chỉ đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người dân, mà còn hài hòa với lợi ích chung của thành phố, một thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.